Triệu Lệ Dĩnh dùng biện pháp mạnh để tự bảo vệ mình và giữ Phượng Hành, chuyện gì đây? Trước việc bị paparazzi bám đuôi liên tục gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư lẫn công việc, có thông tin Triệu Lệ Dĩnh cùng ekip giữ Phượng Hành đang siết chặt an ninh. Triệu Lệ Dĩnh là một trong những diễn viên Hoa ngữ nhận được nhiều sự bàn luận của công chúng hiện nay. Thời gian tới, nữ diễn viên sẽ ra mắt hai dự án truyền hình mới, giữ Phượng Hành và Hạnh phúc đến vạn gia. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và dự án giữ Phượng Hành đang được khởi quay. Theo đó, người này cho biết, nữ diễn viên phải thuê thêm hai vệ sĩ để đối phó với sự theo dõi của ba tay săn ảnh. Cụ thể, nguồn tin cho biết khi quay giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh bị paparazzi theo sát hơn bình thường. Nữ diễn viên bị tới ba người nhìn chằm chằm bất kể ngày đêm nhằm ghi lại những biểu hiện của cô tại phim trường. Để đối phó với điều này, Triệu Lệ Dĩnh đã cho thuê thêm hai vệ sĩ kết hợp cùng đội ngũ an ninh của phim trường để đảm bảo các cảnh quay không bị leak ra quá nhiều. Dù bài đăng trên của blogger vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng công chúng đã bàn luận xôn xao. Trong đó, đa phần khán giả cho rằng quyết định thuê thêm vệ sĩ của Triệu Lệ Dĩnh là rất cần thiết. Nhiều người nhận thấy nữ diễn viên nên đề cao cảnh giác và nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát nếu sự việc đi quá giới hạn. Hiện, cả ekip và đoàn đội Triệu Lệ Dĩnh làm canh tân đang siết chặt an ninh để đảm bảo lợi ích của diễn viên và đoàn phim. Trước đó, công chúng vô cùng phẫn nộ khi Lệ Dĩnh bị một tay săn ảnh chui vào ngăn tủ chụp lén cảnh cô tập luyện. Một lần khác, vào ngày giữ Phượng Hành khai máy, nữ diễn viên bị một fan hốt hoảng khi phát hiện các paparazzi trèo lên cây và hướng ống kính về phía mình. Có thể nói, dự án cổ trang huyền huyễn giữ Phượng Hành dù chưa lên sóng đã nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt từ khán giả. Giữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thường Vương của ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần Quân, vị thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới. Bích Thường Vương Thẩm Ly ngậm ngọc mà sinh ra, xinh đẹp mạnh mẽ, khí phách hiên ngang, lại bị chỉ hôn cho một tên nổi tiếng không sai gì. Không thể chấp nhận cuộc hôn nhân hoang đường này, nàng quyết định đầu hôn. Trên đường đi, Thẩm Ly gặp nạn trọng thương, từ Phượng Hoàng ma giới biến thành con gà trùi lông không hơn không kém, lưu lạc nhân gian. Trong lúc khó khăn, Thẩm Ly gặp gỡ Hành Vân, được chàng cưu mang. Ngày tháng chung sống bình dị mà ấm áp, Thẩm Ly dần rung động với Hành Vân, dốc hết tình cảm mà yêu chàng. Thế nhưng vận mệnh đã định, Thẩm Ly bị buộc về ma giới, Hành Vân cũng mất ngay sau đó. Tờ duyên chưa dứt, Thẩm Ly trở về ma giới vẫn không buông được đoạn tình cảm với Hành Vân. Mà chẳng ai ngờ, chàng thư sinh Hành Vân yếu ớt đoạn mệnh kia lại là phàm thân chuyển kiếp của Hành Chỉ Thần Quân cao cao tại thượng của thần giới, cũng chính là người chỉ hôn cho Thẩm Ly lúc trước. Hai con người, hai thân phận vì trách nhiệm mà tự dày vào bản thân, dày vào đối phương. Cuối cùng, chân tình chiến thắng, cả hai quyết định cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, sinh tử không rời. Dạo một vòng làng giải trí Hoa ngữ, dự án cổ trang Tinh Hán Sáng Lạng cũng gây chú ý khi tung poster của nam nữ chính trước thềm lên sóng. Với sự góp mặt của hai lưu lượng hàng đầu hiện nay là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, Tinh Hán Sáng Lạng đang được khán giả mong đợi sẽ lên sóng trong thời gian sắp tới. Cách đây không lâu, đoàn làm phim đã tung ra poster mới nhất cho dự án, hứa hẹn chemistry bùng nổ của cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Trong poster mới nhất, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi xuất hiện với tạo hình tương đối đơn giản, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau và nở nụ cười ngọt ngào. Ngay sau khi poster mới được chia sẻ, cặp đôi Tinh Hán Sáng Lạng đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen của khán giả. Trên các mạng xã hội, phần bình luận chủ yếu bày tỏ sự phấn khích trước mức độ đẹp đôi và tương tác ngọt ngào của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Mặc dù chưa lên sóng nhưng cặp đôi đã được dự đoán sẽ cùng nhau làm mưa làm gió màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian sắp tới. Được biết, Tinh Hán Sáng Lạng là dự án thứ hai Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hợp tác với nhau. Trường Ca Hành chính là bộ phim đầu tiên cả hai làm việc cùng nhau. Tuy nhiên trong phim này, Ngô Lỗi là nam chính ghép đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, còn Triệu Lộ Tư chỉ là nữ phụ sánh đôi bên Lưu Vũ Ninh. Phải mãi đến Tinh Hán Sáng Lạng, cả hai mới có cơ hội sánh đôi cùng nhau với vai trò là nam nữ chính. Với những hình ảnh liên tục được tung ra, nhiều khán giả dự đoán tác phẩm sẽ sớm được lên sóng trong thời gian sắp tới. Tinh Hán Sáng Lạng hiện đã qua vòng kiểm duyệt và dự kiến sẽ được lên sóng thay thế Mộng Hoa Lục vào ngày 6 tháng 7 sắp tới. Phim dự kiến chia làm 2 phần. Phần 1 Tinh Hán Sáng Lạng dự tính có 30 tập, phần 2 gồm 28 tập.